nhật ký. Hôm nay là ngày 24 tháng 8 2023 nha. Đại trùng tu Tòa Thánh Tây Ninh. Bây giờ đã đại trùng tu tới. Chỗ này là cửa chánh môn nha các bạn. Cửa chánh môn cái vị trí là từ Tòa Thánh Tây Ninh nhìn thẳng hướng Tây ra cửa chánh môn. Cửa chánh môn này chỉ mở cửa để đón các nguyên thủ quốc gia hoặc là các chức sắc nổi tiếng bên tôn giáo khác nha. Nhưng mà may mắn hôm nay mình đã thấy được mở cửa, nhưng mà cái mở cửa này chỉ là để sơn sửa lại cho nó mới hoàn toàn nha. Để chuẩn bị cho 100 năm thành lập đạo 2 năm sau nha mọi người. Tòa Thánh Tây Ninh sẽ đại trùng tu cho đến hết năm sau. Thì mọi người được mình cập nhật đó là đền thánh hay là tổ đình thì đã hoàn thành rồi nha. Còn bây giờ là đại trùng tu tới Tòa Thánh Tây Ninh, là đại trùng tu tới cửa chánh môn nha. Ở đây mọi người nhìn thấy nè, đang đại trùng tu. Thì cửa chánh môn này có hai cái cửa nhỏ, hai bên là hai cái cửa phụ nha. Cái cửa chính là cửa chánh môn Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ. Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ. Các cô chú đang xin phép nha. Ở đây sử dụng vàng bằng giáo bằng tre hết nha mọi người. Dây tre. Đây. Cái tre quá trời luôn. Tre này là mang từ Hồ Dầu Tiếng vô đây nha. Sử dụng bằng sợi dây đen. Đây sợi dây đen cột lại. Các bức tượng hoa sen thì đã được sơn trắng. Sơn trắng lại rồi nha. Mới hoàn toàn. Cái góc mình đang đứng đây là mình đang đứng tại đường Lý Thường Kiệt. Phía trước mọi người nhìn thấy nè, là một cái siêu thị đang sắp mở. Cái đường đang chạy này là đường Lý Thường Kiệt. Cái đường này thì chia ranh giới, bên này là thuộc bên thị xã Hòa Thành nha. Tòa Thánh Tây Ninh thuộc thị xã Hòa Thành nha. Còn bên kia là thành phố Tây Ninh nha các bạn. Hai địa hạt nổi tiếng ở tỉnh Tây Ninh. Wow. Rồi bây giờ mình đi vô trong, cái góc từ bên trong cho mọi người xem như thế nào nha. Đây bạn này đang điểm tô màu vàng cho cái đài sen ở trên nha. Đây. Cho cái đài sen. Hoa sen màu trắng nha. Ở đỉnh có màu vàng. Là xung quanh cửa chánh môn đang đại trùng tu. Wow. Cửa chánh môn là cửa số 1 trong 12 cửa bao quanh toàn thể Tòa Thánh Tây Ninh nha các bạn. Đang đại trùng tu chuẩn bị cho 100 năm thành lập. Và cái cửa lớn nhất là bên này. Đây. Cái cửa này là cửa lớn nhất ở giữa nha. Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ. Mọi người đang nhìn thấy là cận cảnh cột vàng giáo bằng dây đen nha các bạn, để đại trùng tu hoàn toàn bằng giáo tre nha. Cột vàng giáo bằng dây đen đại trùng tu Tòa Thánh Tây Ninh. Cái vị trí đang đại trùng tu là cửa chánh môn.
nhật ký thứ năm 24 tháng 8 nha. Hôm nay mình chia sẻ một góc khám phá Tây Ninh nha. Mọi người đang nhìn thấy đây là cửa chánh môn của tòa thánh Tây Ninh nha. Đại đạo Tam Kỳ Phổ Độ. Đây. Thì hôm trước mình chia sẻ là tòa thánh Tây Ninh đại trùng tu chuẩn bị cho 100 năm thành lập, thì là đại trùng tu là toàn bộ tòa thánh Tây Ninh nha. Tới năm sau mới xong. Còn cái chỗ mà mình quay đã hoàn thành là tổ đình, là đền thánh nha. Hôm nay mình chia sẻ đại đạo Tam Kỳ Phổ Độ. Từ nhỏ đến lớn bây giờ lần đầu tiên mình thấy cái cánh cửa này nó hé mở nha các bạn. Đây. Tức là những dịp đặc biệt lắm thì cánh cửa này mới mở, như là đón nguyên thủ quốc gia hoặc là chức sắc lớn của các tôn giáo khác nha. Còn bây giờ là đang đại trùng tu. Tới ngay chỗ này gọi là cửa chánh môn nha. Thì tòa thánh Tây Ninh có tới 12 cửa nha các bạn. Diện tích rất là rộng, là hơn 100 hecta nha, hơn 100 mẫu á. Rồi, bây giờ là sau khi đại trùng tu đền thánh hoàn thành rồi, thì bây giờ là đại trùng tu tới cửa chánh môn nha các bạn. Đây là bản cập nhật vào buổi sáng ngày thứ năm lúc 7:27 nha, 24 tháng 8 2023, đang đại trùng tu. Ở trên do xung quanh không có nhà cao tầng nên mọi người nhìn thấy nó giống như là nhỏ nhỏ vậy đó, nhưng thật sự nè, mình nhìn mọi người ở dưới đây nè, người đang đứng đây nè, thì nó rất là rộng. Cái cửa chánh môn này nó rất là bự và cao nha, nó bằng một tòa nhà khổng lồ ở thành phố vậy đó. Mà xung quanh đây là do không có nhà cửa để so sánh nên mình nhìn thấy tưởng đâu nó nhỏ nha mọi người. Rồi, đây là quang cảnh vào buổi sáng tại cửa chánh môn. Cửa chánh môn này là mình nhìn ha, cái hướng dưới đây là tòa thánh Tây Ninh, là mình hay quay cập nhật tòa thánh ở dưới đây mọi người. Thì cái hướng từ tòa thánh hướng lên cửa chánh môn là hướng chánh tây nha. Ở phía trước này có một cái cây bồ đề nó chắn trước rồi này nha, tòa thánh Tây Ninh. Thì từ tòa thánh Tây Ninh hướng thẳng ra cửa chánh môn là hướng chánh tây nha. Ở đây mọi người còn nhìn thấy có hình tượng của Đức Phật. Đây, hình tượng của Đức Phật nha, đi trên con ngựa. À, rồi, góc chia sẻ khám phá Tây Ninh nha, cửa chánh môn. Bây giờ mình đi lại gần chút chiếu cho mọi người dễ hình dung về khám phá Tây Ninh, cửa chánh môn đang tu sửa như thế nào, chi tiết cận cho mọi người cùng xem nha. Do nó rất là lớn, mình đi lại gần thì sẽ thấy nó rất là rộng lớn và cao nè. Đây, cái chú mà đang sơn sửa có chút chiếu à, nhìn từ xa à, sửa cái cổng nó rất là khổng lồ nha. Ở đây có dựng cái giàn giáo, xung quanh thì sử dụng cái giáo tre hết nha các bạn. Xung quanh ở đây vẫn sử dụng giáo tre. Ở đây cô chú làm công quả. Ở đây là cô chú là làm công quả nha. Ô, cô chú làm công quả ở đây à? Cái này năm sau mình mới xong tòa thánh hả cô? Tòa thánh rồi đó. Cái đó bên đền thánh. Nhưng mà toàn bộ tòa thánh này là tới năm sau lận. À. Cái dinh thự, cái hàng rào, các cửa. À. Dạ.
Là cái đó mình chuẩn bị cho 100 năm phải không cô? Hơi cũ là làm. À, hơi cũ là làm, cứ 10 năm mình làm một lần. 12 năm. 12 năm mình làm một lần. Dạ. Dạ. À, mình làm công quả sơn một lần. Dạ. Cái này có rồi. Dạ dạ. Tòa thánh đó là 12 năm sơn một lần. Tòa thánh 12 năm sơn một lần. Dạ. Đúng một vòng. Rồi cảm ơn. Rồi, chúc sức khỏe chào ngày mới. Dạ. Đây, cô kêu tòa thánh đền thánh là 12 năm sơn một lần. Còn cái này là một vòng tòa thánh này làm tới năm sau mới xong nha, chuẩn bị cho 100 năm. Cái này là lần đầu tiên thấy cái cửa này mở ra, nhưng mà đây là do sơn sửa mở ra để sơn thôi nha. Chứ một dịp đặc biệt mở ra là để đón những vị lớn mới mở ra nha. Đây. Thì bên cạnh cái cửa chánh môn lớn này nó có hai cái cửa nhỏ hai bên. Ở đây cũng sử dụng biểu tượng sen lớn giống như là bên đạo Phật nha các bạn. Đây đây. Đây sen lớn. Thì các cô chú kêu là do có nhà tài trợ rồi cô chú là làm công quả là sơn lại nha. Đây. Đó, đây là cái màu hoa sen trắng lúc mà chưa có sơn nha các bạn. Đây có cái cửa nhỏ bên đây. Còn cái biểu tượng ý nghĩa gì thì các bạn có thể lên Google đánh nha các bạn, tìm hiểu thêm. Chuyên mục khám phá Tây Ninh hôm nay chia sẻ cửa này là cửa chánh môn đang đại trùng tu, chuẩn bị cho 100 năm thành lập nha. 2 năm nữa là tròn 100 năm thành lập đạo cửa chánh môn. Rồi, vừa rồi là gia đình Happy TV cập nhật vào lúc 7 giờ sáng. Cập nhật vào lúc 7 giờ sáng ngày thứ năm 24 tháng 8 2023 nha. Đến toàn thể quý cô chú anh chị và các bạn gần xa, chuyên mục khám phá Tây Ninh xin cảm ơn rất nhiều. Hẹn gặp lại quý cô chú anh chị và các bạn ở video tiếp theo nha. Nhớ bấm like ủng hộ tinh thần gia đình Happy TV nha. Xin chào.